báo giá rất là rẻ, chỉ có 100.000 đồng. Về nhà công ty chặt cây, chặt củ, chặt gỗ, chặt già. Thì giải bác con teo tôi như vậy, mình sẽ được trả đúng không ạ? Mười nát hết cả mười luôn con chú ơi. À, miếng thịt to mình cho vào kho là miếng thịt bò nhỏ bỏ chảo xào miếng nào ra từ đó. Một bộ có 3 cây. 3 cây dao bán giá chỉ có 100.000 đồng. Rẻ phân nửa thì trong thị trường nó bán đấy. Anh nói bộ đi. Anh thích một em thử lại cho. À, đây là trở lại cái sống như dao ạ. Đây là một chức năng phụ dùng cái sống như dao ta có thể chặt được tất cả loại xương sâu, xương bò, xương trứng ạ. Dùng cái sống như dao ta có thể dùng làm mình chặt sắc này, chặt xương, xương trứng cắt cứng, xương trâu, xương bò hay là xương bò, xương trâu, xương con gâu gâu ta đem ra làm được loại. Đây là một cây dao sắc này. Nhập từ bên tây tạng về rồi ạ. Teo tua và đây là cây dao là bằng thép luxury, một chiếc thép mới, chiếc thép 22 mét, bẻ nó tay nguyên, bẻ nó không cong, bẻ nó không sợ vênh còn sửa lại, chỉ có thép mới có đoạn hồi thôi, còn sắc in lắp là không có nhé. Cả bộ ba cây độ bền như nhau, độ bền như nhau ạ. Các bạn ở đây treo đồ rơi bán đi gió này, mười cây và tốt thì cả mười cây. Gió đưa cây xúc la đà, con trai buôn bán và thật thà dễ thương. Cây nào cũng chặt được một chú ạ, cây nào cũng chặt được và cây nào thái được. Những cái dao nhà mình lại chỉ ra ngoài chợ thì được sờ với cái dao thì tốt là mình mua này. Ở đây kiểm tra cái độ bén chặt xong có thể bẻ ngang cái dao ra của chú ạ. Bẻ ngang cái dao ra kiểm tra cái độ dẻo dai cái dao rất là tốt này. Bẻ nó không sợ cong ạ, bẻ nó không sợ vây mà có thể thái tốt được luôn. À, sử dụng xong thì cô cứ lau khô đi, cô mà như thế sao ạ, để đảm bảo cái lưỡi lúc nào nó cũng bền. Em mua đâu? À, dạ vâng, em gói cho anh bộ. À, dạ vâng ạ, ủi dồi ôi đắt hàng quá, dạ 3 cây 100 ạ. Ôi dồi ôi, chưa có một cái hội chợ là bà con bán đắt hàng như hội chợ này mà. Đấy, người ta đi hội chợ mà con đôi, bà con đây bán hội chợ đơn cô chỉ có mình. Ôi, đắt hàng quá nội ạ.